24 vừa rồi đó, là bên 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 Jerusalem họ đốt phá nhà cửa, họ cái là làm tung mình, tức là họ ngay cả các nước mà ấy là tuyên bố rằng là không có tổ chức đón Giáng sinh tại Bethlehem luôn, mà Vatican cũng tuyên bố như vậy đó. Thì mà nhưng mà cái những dân Hồi giáo nó đứng lên nó phản đối, nó đốt nhà đốt cửa, rồi cái là cảnh sát súng nổ, rồi tôi không biết bao nhiêu người chết. Các bác có biết vụ đó và có ý kiến không? Nhưng mà họ biểu tình đó vì sao? Họ biểu tình là vì ông phản đối ông Trump. Ông À, Trump đồng ý là cho cái rời và thủ đô dạ đó. vâng và cái quốc gia thứ nhì đã đồng ý dọn tòa đại sứ. Hôm qua tôi đọc là cũng nổi tiếng lắm ạ, cái quốc gia thứ nhì là đồng ý dọn về. Canada cũng đồng ý là sẽ dọn công nhận là Jerusalem là thủ đô của thay vì theo đạo Avis của Như Do Thái. Pháp với nước nào thì không công nhận. Dạ không, không, nó có tất cả là 9 nước này công nhận. Thế nhưng mà đó, anh Mỹ anh làm cái trò này, quý vị sẽ thấy từ từ cũng sẽ như vậy mà thôi. Vâng, thì thành ra tôi mới thích cái ông Donald Trump này. Ông mới rũ tung tất cả vấn đề để vào một cái trật tự mới. Đúng. Vâng, tất cả những các cái giả hình giấu giếm rồi thì là của tất cả tổ chức này tổ chức kia, kể cả của chính quyền Mỹ lẫn dẫn Liên Hiệp Quốc với gì đó, đều là không dám đụng tới cái tabu, những cái vấn đề gai góc, không coi như là cái xương gà cái nước vân vân. Chỉ có ông Donald Trump này ông ấy dám làm, và Đúng. đấy mới là do đó tôi mới phong cho ông ấy. Tôi nói rằng thì là ở Việt Nam là công dân Việt Nam thì tôi gọi là Bác Hồ, Dạ. còn ông Donald Trump Tôi gọi thì là à, tôi là bác công Trâm. công dân Mỹ Gọi thì à, là bác không, công Trâm. dân Mỹ thì tôi gọi ông này là Bác Trump. Dạ. À, ông ấy xứng đáng, đấy là một trong những người Vâng. mà cứu nước Mỹ, đưa bẻ nước Mỹ vào một con đường mới thích ứng với cái thế kỷ hiện tại. Dạ, nhà mà cái bác Hùng bác Cường dùng cái chữ rủ tung làm tôi liên tưởng tới là cái những cái vấn đề ở Mỹ, hay là nói hẹp hơn những cái vấn đề ở trong mấy cái thành phố mà quanh ở trong cái Orange County này, để trong đó có cả Westminster. Chắc có lẽ là đám sâu bọ mấy cái đám mà vi trùng vi khuẩn rồi này kia, nó núp ở dưới cái tấm thảm của các cái thành phố này, nó đang cái là nó đang bị bật tung lên hết rồi. Nha, để mà cho nha cho đồng bào, cho dân chúng ở trong nước đều thấy rõ những cái tổ chức mà chống lại, dựa dẫm vô quyền lợi để mà chống lại những tổ chức chính trị nào mà có vẻ không có lợi cho chúng. Thì là tôi hy vọng cái chữ rủ tung của bác Cường đó làm tôi hình dung tới cái đám mà sâu bọ mà núp ở dưới cái các cái chức vụ ở trong triều đình, ở trong các cái tòa thị chính rồi này kia đó, là nó được bật tung lên. Thì lúc nãy tôi nói rồi, đấy là cuộc phá sản cộng đồng hải ngoại rồi. Đúng Cái là nó tồn đọng bao nhiêu lâu. Anh nói là sự phá sản cộng đồng hải ngoại. Cái hồi mà độ 20 năm trước thì tôi có một cái câu là tôi nói rằng thì là đây nó là 30 tháng 4 hải ngoại. Thì bây giờ hỏi ông Phan Frai ông nói lại cũng đúng ấy. Cái you want to Paris, go back to Việt Nam cứ ở đây rồi, còn nhờ chúng tôi đấu tranh không thôi là Việt Cộng nó xâm nhập vào đây, lên tới tận Washington DC, rồi cả bốn ông tổng thống Mỹ đi vào Việt Nam. Có bao giờ có bốn ông tổng thống Mỹ trong 10 năm đi một nước không? Chưa bao giờ hết, chưa bao giờ nước nào trên thế giới, lịch sử của Mỹ cũng vậy, từ xưa nay bốn ông tổng thống liên tục 10 năm đi ra Việt Nam. Trong khi nhiều nước chẳng hạn như là Ba Lan, Hungary là kiệt khác, là từ sau khi mà chế độ cộng sản mà sụp đổ ở Âu Châu, ông có tổng thống Mỹ nào tới đâu. mà đi đi với một thái độ kính trọng, Đấy, quý đấy. mến, kính trọng, gọi là không phải là tâng bốc nhưng mà hoan nghênh. Tất nhiên là nước Việt Nam là cái nước nhỏ hơn nước Mỹ rồi, cái nền kinh tế rất là, Đương nhiên. nhưng mà thấy rằng đây là một cái
chế độ một cái chính thể à, đáng giá một cái chính thể này mà dám đối đầu cả với người Tàu đó. Đấy mới là vấn đề ở Biển Đông đó. Bác nói nhỏ ra thì nhân tiện đây sáng nay nó có một bản tin Việt Nam. Tổng sản lượng nhập cảng của vào Việt Nam đó, xuất nhập cảng đó, 400 tỷ đô la. Và hiện tại bây giờ đó, trong cái quỹ ngân sách của Việt Nam chưa bao giờ lịch sử của Việt Nam có như vậy. Đến 50 triệu đô la trong năm 2017. Kinh khủng, bác là mặc dù rất nhỏ. 50 tỷ đô la. Chưa bao giờ mà trong cái lịch sử mà tài chính của Việt Nam từ hồi Việt Nam Cộng Hòa cho tới bây giờ đó, mà có tới một cái con số là 50 tỷ trong quỹ dự trữ của quốc gia. Đấy. Thành ra Việt Nam bây giờ là cái dự trữ Mỹ Kim đó, nghĩa là nó có thừa so với một nước mà tương đương như Việt Nam. Thế thì thế này, cái mà cái tin tức mà anh nói đó thì sáng hôm nay cái tờ Việt Báo đó, cái ông Trần Khải đó, ông ấy nói rằng thì là tiền nó đổ vào Việt Nam mà đếm mệt nghỉ, không đếm nổi nữa, không đếm nổi nữa. Thế không đếm nổi, có thể. Cái tin tức mà anh nói đó thì sáng hôm nay cái tờ Việt Báo đó, cái ông Trần Khải đó, ông ấy nói rằng thì là tiền nó đổ vào Việt Nam mà đếm mệt nghỉ, không đếm nổi nữa, không đếm nổi nữa. Thế không đếm nổi, có thể là tại vì tiền Việt Nam nó nhiều quá. Không đếm nổi nữa. Thế nhưng mà thì nghĩa là nói với tất cả cái niềm uất hận, bảo ạ, cái niềm mà ức quá rồi. Thế nhưng mà nhân đây thì để trình với quý vị thế này đó. Tức là dạo trước chúng ta nói đừng gửi tiền Việt Nam, đừng du lịch về Việt Nam, vân vân đó, đừng buôn bán ở Việt Nam. Thế nhưng mà ngay từ đầu mình đã thấy rằng thì là cái người dân nó vẫn gửi tiền, mà nó gửi tiền về Việt Nam là gửi cho thân nhân của họ. Đúng rồi. Gửi cho thân nhân của họ. Mà cái bọn ở đây nó chống đối, nó làm một cái chuyện buồn cười là gửi cho thân nhân của họ. Thì thân nhân của họ độc lập về vấn đề kinh tế. Thân nhân của họ không còn sợ thằng công an hộ khẩu nữa. Nhìn thấy vấn đề như vậy. Thành ra nó hô một cái điều mà... nó chỉ có bề mặt thôi mà nó không hiểu rằng cái điều đó nhân dân Việt Nam nó cần. Nhân dân Việt Nam, chính người dân Việt Nam nó sẽ biết xử trí cái đồng tiền đó. Còn bây giờ đó... Mà nhẹ gánh cho nhà nước luôn. Vâng, đấy. Mà bây giờ mà anh nói rằng thì là cái tiền đó chưa bao giờ cái dự trữ ngoại tệ nó bao nhiêu tỷ đó. 50 tỷ. Thì cái câu chuyện bây giờ mình lại nhìn một cách khác thế này. Tức là cái dự trữ ngoại tệ của Việt Nam bây giờ đó thì mình đã biết là hai mặt rồi, kinh tế nó là chính trị tiền nó mới là cái xương sống. Thì mình nhìn thấy cái tiền nó như vậy rồi, thế nhưng mà và tất nhiên là cái đồng tiền nó biết đi, thưa đồng tiền nó biết đi, đúng rồi, đồng tiền biết đi. Các cụ mình gọi là tiền nó chảy về chỗ trũng đó. Thế mấy người này cứ bảo thì là tại sao mà Cộng sản Việt Nam nó không đi nó gửi tiền ở bên Trung Quốc mà nó lại gửi tiền bên Mỹ. Dạ thưa, nó là châu về hiệp phố, người Cộng sản Việt Nam biết điều lắm. Các ông đã giúp tôi trong những lúc khó khăn. Giờ này đó thì tôi mang tiền qua đây để tôi giúp lại các ông, hay là để tôi, các ông đã mở cửa bằng EB5 và chẳng hạn bao nhiêu chương trình đó kia đó, tất cả những chương trình đó thì các ông qua chúng tôi đây, chúng tôi mang tiền qua đây, con chúng tôi các ông huấn luyện cho chúng tôi, rồi thì là để mà chúng tôi xây dựng, chúng tôi làm cái đồng tiền nó phát triển thêm lên, và chính chúng tôi mới là cái người mà
biết điều giúp nước Mỹ. Thưa, còn để thêm một cái nữa, vừa rồi mới thấy rằng thì là cái ông vua Nhôm đó. Dạ, ông Vũ Nhôm đó. Dạ. À, cái ông Vũ Nhôm đó. Vũ Nhôm đó. Dạ. Thì, thưa, tôi thấy mấy cái cửa hàng, nhất là Lee Sandwich, mấy lại mấy cái nơi mà đây đó, thì tôi thấy rằng thì là bao nhiêu cái cột nhôm ở bên trong là cột nhôm. Không biết rằng, không biết là có phải ông Vũ Nhôm ông ấy mang qua đây không. Dạ. Nhưng mà đây là nói đùa. Thế nhưng mà thế này, à, tức là Cộng sản Việt Nam, nó đã, người Mỹ đã sửa soạn cho Cộng sản Việt Nam một cái bãi đáp an toàn. À, một cái bãi đáp an toàn. Cho nên họ mang tiền tới đây đầu tư, và cả 2-3 năm nay đó, thì mình mới thấy rằng thì là cái tác dụng của cái chuyện mà họ mua nhà, mua cửa và tất cả ở bên Mỹ này đó, thì mình mới thấy rằng là cái tác dụng của nó tới giờ này nó mới phát huy cái tác dụng. Và mình mới thấy rằng thì là chính nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ những cửa hàng mà của Đảng Cộng sản, của những người dân, của tư bản đỏ vân vân, của những con em này đó, thì nó mới tranh đấu nổi đối với lại cái người con buôn ba tàu ở trên Đông Nam Á, ở ngay Phúc Lộc Thọ này. Mà họ mua nhà trả bằng tiền mặt. Vâng. Rồi, và tôi nhớ cái tỷ lệ mà được phân phối theo như là dự toán, thì trong 50 mấy tỷ ngoại tệ thặng dư của Việt Nam bây giờ đó, là chỉ có 5% là người Việt Nam sẽ dùng vô tiêu xài hàng ngày vào trong cái dịp này và cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Còn bao nhiêu đầu tư vào những cái công nghệ cao khác, đầu tư vào, trong đó có cả đầu tư vào cái vấn đề địa ốc, xây nhà xây cửa thêm cho cái nhu cầu của Việt Nam ở ba cái thành phố ở Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Thì là biết là người Việt Nam họ biết tiêu xài cái đồng tiền vào cái chỗ nào đáng xài. Thì đừng có nghĩ rằng đây rồi dân Việt Nam nó sẽ phung phí ngoại tệ đâu. Dự đoán là chỉ có 5% dùng vô cái chỗ cho cái người dân tiêu dùng hàng ngày và trong dịp Tết, còn bao nhiêu là đầu tư vào những cái công kỹ nghệ khác mang cái lợi ích lớn về cho đất nước. Đâu, chạy đua với người tàu, khi mà cái TPP của Mỹ mới lại các thứ NAFTA đó, là mình mới thấy rằng thì là cái người tàu nó lập ngay một cái ngân hàng phát triển hạ tầng cơ sở, nó cho vay. À, mình mới thấy rằng thì là cái mà gọi là nhất lộ nhất đái đó, cái con đường tơ lụa mới gì đó, mình mới thấy là họ cũng đã đặt chân tới bao nhiêu những các cái nơi ở trên khắp thế giới. Thành ra nhìn thấy cái điều đó, mình mới thấy rằng thì là cái nhà cầm quyền Việt Nam vô cùng đáo để. Vô cùng đáo để. Tuy xin nhắc lại với những các cái mà những các cái nhà tuyên truyền hải ngoại, nước Việt Nam nhỏ nhưng mà không hèn. Nước Việt Nam nhỏ hơn thằng tàu nhiều, nhưng mà thằng tàu không làm gì được nổi nó. Dù ở bên cạnh. Vâng. Nước Việt Nam không thể nào mà dọn cái hình chữ S gì đi ra khỏi là ở Biển Đông, ở bên cạnh thằng tàu được. Cho nên cái chính sách của Việt Nam tức là 3-0. Rồi thì chính sách của Việt Nam là lúc nào cũng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Chúng ta môi hở răng lạnh, chúng ta là đồng chí với nhau, nhưng mà cẩn thận, đừng có xâm lấn. Thế thôi, câu chuyện đó. Không biết ông Phượng nói rằng nhỏ nhưng mà có võ. Vâng. Có võ gì không biết anh Phượng nhưng mà cái là thực dân Pháp rồi Mỹ và Việt Nam đều bị đánh chết bên thằng bà, anh Tàu cũng bị rồi. Vâng, và nó hay nhất đó, là ví dụ như là ông Kerry hay là ông McCain nhé, những người nào mà ở tù Việt Nam thì đều quý Việt Nam cả, vì thế cái quan trọng nhất là phải ở tù. Vâng.